Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Thúy Ngân khoe được tặng bó hoa toàn tiền đô kèm lời nhắn đặc biệt. Cộng đồng mạng réo gọi tên Trương Thế Vinh. Mới đây trên trang cá nhân, Thúy Ngân khoe khéo buổi hẹn hò lãng mạn cuối tuần. Không chỉ thế, nữ diễn viên còn diện giày đôi và hơn tất ai đó khiến cô ăn quá nhiều nên tăng cân tận 1,5kg trong một ngày. Cô đăng ảnh bó hoa bằng tiền đô kèm dòng chữ I love you như khoe được người ấy chiều chuộng hết lòng. Ngay lập tức dân tình rần rần cho rằng cô và Trương Thế Vinh đã chốt đơn và đánh lẻ khỏi hội bạn để hẹn hò cùng nhau. Trước đó, Thúy Ngân cũng không ngại ngần nói về việc bị vợ chồng Nhã Phương Trường Giang nhiệt tình ship mình với Trương Thế Vinh. Không chỉ Nhã Phương, anh Trường Giang và tất cả mọi người đều ship tôi và anh Trương Thế Vinh. Mọi người luôn hỏi tại sao tôi với anh Vinh chưa có phản ứng gì với nhau. Tôi cũng luôn hỏi mọi người tại sao cứ hay ship tôi và anh Vinh. Tôi rất thắc mắc điều đó, tôi chỉ thấy mọi người tạo khói chứ không có lửa. Tôi và anh Vinh thương nhau như đồng nghiệp thôi. Tôi và anh Vinh cũng làm việc cùng nhau hơn 10 năm, chắc chắn có nhiều tình cảm quý mến nhau. Nữ diễn viên xinh đẹp cũng thẳng thắn trả lời về nguyên nhân khiến mọi người đẩy phiền mãi là cô vẫn chưa nên đôi với Trương Thế Vinh. Thật ra, tình cảm do cảm xúc đôi bên, không thể có một chiều phải xuất phát giữa hai người với nhau. Tôi không kỳ vọng quá nhiều, cái gì đến sẽ đến, cái gì không đến sẽ không bao giờ đến. Mới đây trong một bài phỏng vấn, Trương Thế Vinh lần đầu nhắc đến tin đồn yêu đương cũng như trải lòng về việc gắn ghép với Thúy Ngân. Anh chia sẻ, tôi không muốn đời tư của mình trở thành top pick của ai đó, nhưng tôi cũng không muốn dập tắt tình thương của khán giả. Họ thương tôi lắm, thương tôi sau giờ này vẫn chưa có vợ. Họ thương mình nên họ đẩy thuyền cho mình, nhưng tôi không muốn câu chuyện cá nhân trở thành món ăn cho người khác, Trương Thế Vinh nói. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.